Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Nam, sinh năm 1992, trú tại xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5 năm 2024, Công an xã Đại Áng, huyện Thanh Trì nhận được thông tin trình báo của chị NTTT, sinh năm 1994, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, về việc chị này bị một đối tượng cướp tài sản là chiếc xe ô tô. Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024, chị T hẹn một nam thanh niên quen qua mạng xã hội ở khu vực trường trung học cơ sở Đại Áng để giao dịch mua bán chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent. Sau khi gặp nhau và xem xe, nam thanh niên đề nghị chị T cho lái thử xe. Tuy nhiên, sau khi lên xe, đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ đi mất. Tìm kiếm theo định vị, chị T phát hiện nam thanh niên điều khiển xe trên tại địa bàn quận Hoàng Mai liền đuổi theo. Đến khu vực Hồ Đền Lừ, chị T chặn được chiếc xe do đối tượng cầm lái. Lúc này, đối tượng đã đạp cửa xe chạy thoát và bỏ lại chiếc xe ô tô tại hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Trì đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án và bắt giữ đối tượng gây án là Lường Văn Nam,